Tất cả anh em đã đến kênh Nguyễn Duy Vũ Audio. Kênh bên em chuyên mua bán các mặt hàng âm thanh bãi Nhật, Mỹ, đủ các mặt hàng. Và hôm nay bên em tiếp tục về một số mặt hàng sau đây, gồm có cốt số và cốt cơ và eco g và một con van cơ mới và một số dây HDMI hàng bãi xịn, hàng Nhật anh em. Và em đi giới thiệu đến anh em về từng sản phẩm này nha. Đây, ở đây thì trên đây thì em có một số mặt hàng các loại dây HDMI xịn anh em, dây xịn nha, hàng bãi anh em. Do bây giờ một số mình xài đều tất cả TV tinh thể lỏng á và TV LED hoặc là TV 4K nên đều nên cần thiết đến một con dây HDMI xịn anh em. Nên HDMI xịn thì nó gì, thứ nhất là dây nó bền, thứ hai là nó truyền dẫn tín hiệu rất là tốt anh em. Đây là dây gắt mà vàng anh em, dây rất là nhỏ mà rất là dẻo nha. Đây là con dây thứ nhất, con dây này chưa, nó không có ghi model nha. Ở đây là con thứ nhất nha, và đây là cổng thứ hai, đây là cổng thứ hai anh em, đây cổng thứ hai nè ha, đây mấy ai nè mà gắt mà vàng ha. Còn trong đây có một số thì nó có cái hãng nha, như cổng này thì nó có Sony anh em nè, Sony nè ha anh em, nè đó anh em thấy không, nó cái này nó bị đen đen rồi, dơ thôi anh em, mình lau chùi là hết thôi. Vậy này hàng em về em còn chưa có mở ra nữa, nói chung này mình chùi lau bụi sạch sẽ đẹp thôi, quan trọng là con dây nó còn chạy không chạy thôi anh em, đó là cái nhất thiết. Bên ngoài này nó chùi lau chùi là đẹp lại thôi. Này dây HDMI xịn, tất cả mấy cái đầu nó màu vàng của nó rất là lâu bay, giống cái giống cái đồ mới bên Việt Nam mình đâu anh em. Hàng bãi thì nó quá chuẩn rồi. Đây thì em giới thiệu cho anh em mấy cái dòng này ha, mấy cái dây này ha. Thì mấy công này em bán lẻ anh em một cộng 100.000 anh em. Nói chung này thì xài anh em nó không có nhiều đâu anh em, lâu lâu nó mới có lọt về. Đây, anh em xem này nha. Thì có một số như đây anh em, thì nó khoảng được mười mấy cộng nha. Thì em bỏ nó một bên đi, giờ em quay những giới thiệu về đến các sản phẩm sau đây. Tại vì mình làm, nếu mình nói nó rất là dài dòng thì cái video nó rất là dài, nên mình cần nó rút gọn để anh em xem mà để mà nó kết thúc video. Và anh em nào mới vào kênh bên em mà thấy hay, đăng ký kênh ủng hộ anh em và được xem những video mới nhất của anh em nha. Kênh bên em chuyên mua bán các mặt hàng âm thanh bãi Nhật, Mỹ xịn nha. Và sau đây thì con này là con van cơ DB Autix anh em. Thì này model nó là KM330. Do thì em chủ yếu làm hàng bãi, nhưng mà do nhu cầu khách hàng bên em nó xài, nó có một số anh em nó mua rồi nó xài anh em, rồi nhà cái bên thấy hay á cứ đặt theo hoài, nên em cũng nhập về em bán. Này hàng mới anh em, thì nói chung nó cũng giá nó cũng rất là rẻ nhưng mà rất là dễ xài. Đây thì anh biết thì anh em nè ha, này là ba nút là chỉnh mua xích mic mà effect nè, này ghim tín hiệu, ghim cái USB vô hát nhạc trực tiếp này được luôn. Còn đây là đường chỉnh mua xích nè, đây chỉnh mic nè, thì cái này thì mấy cái đèn tín hiệu vào nè, USB nè, BT Bluetooth nè, cổng quang nè, output 1.2 nè, này chỉnh bằng eco convert nè, này chỉnh mic 1.22 nè, này ha. Còn này thì chỉnh chế độ, này chạy chế độ 48 bit, này hàng hãng bảo hành 1 năm. Dòng này thì hàng mới bên mình anh em, hàng hãng công ty, nhưng mà bên em bán giá bảo đảm anh em rất rẻ luôn, giá hơi rẻ thị trường. Và đây thì về tới đây thì giới thiệu với anh em thì con này là con cốt số nha. Cái dòng này hiệu nó rất lạ. Dòng này thì hai đường này tín hiệu vào, này để mình chỉnh setup. Này thì volume, này thì nó có các ngõ ga nó nè. Ngõ ga thì có đèn anh em 1 2 3 4 nè. Ví dụ cốt số là mình để làm gì anh em thì em giới thiệu về đến anh em và em nói với anh em luôn nha. Cốt số thì mình để nó chia ra hai dãy số, hai dãy tần số âm thanh. Ví dụ như anh em nó ra là ví dụ 1 mình tùy theo mình đặt thôi nha anh em. 1 2 thì ra loa sub, 3 4 là full. Loa sub thì ví dụ nó ra một cái dãy tần số thấp như là tiếng bass không à, nó ra bass không, và bên đây thì ra tiếng ca không, là tiếng lời không à. Thì nên khi anh em mà xài qua mình ghép vô cái main á, thì ví dụ như 1 2 thì nó ra hai cái loa đánh toàn là tiếng bass không à. Còn mà 2 cái 3 4 này thì nó ra tiếng loa tiếng lời. Tôi gọi là chia ra dãy tần số anh em. Cái dòng này thì mình dễ số mà anh em mà xài mà làm sự kiện hoặc là cho mướn dàn nhạc lớn đó, thì ta mới chia ra. Nó chia ra những cái lo đó nó hát độ bền nó rất là cao, nó không khó cháy lo, tại vì lo đó giống như là lo sub, nhiệm vụ nó chỉ đánh lo sub thôi, còn cái lo ca thì nhiệm vụ nó chia ra lời thôi, nó không có tiếng bass vô đó, nên cái độ bền lo nó rất là bền. Thì nên ta mới xài gọi là cốt số nó chia ra mỗi mỗi kênh, mỗi ghi, mỗi riêng biệt.
đó là gọi là cách số anh em. Và cốt cơ cũng vậy thôi, cốt cơ thì nó xài thì nó chỉnh bằng tay. Và đây anh em thì đây là cái con em đang nguyên bộ của thằng Mesun nè. Dòng này thì hàng của Mỹ nồi anh em, Mỹ nồi, dòng này chỉnh bằng cơ, chỉnh bằng tay nè, dặn lên dặn xuống nè. Thì con này nó tự động nha, cơ tự động anh em, khi mình ghim vô tự động đấy, nó đã phân tầng sẵn cho mình luôn, nó ra mà bát và lô luôn, nó như là như hát và lô, như là tiếng lo full và lo bát luôn. Thì con này là nó đi bộ nha anh em, nó đi một cặp, một cái là mono, hai cái là CT. Hàng này hàng Mỹ nồi, chút xíu em sẽ quay về phía sau em giới thiệu cho anh em xem. Nói là nói con cái con này là con Cocker anh em, hàng Mỹ nha. Con này rất là hay. Và ở đây là con Eco Gời có gô lăng anh em, gô lăng nè. Thằng này gô lăng anh em. Con này á thì nó model nó là DEB5 nè. Ở dòng này rất là dễ anh em, digital nè. Digital reverb nè. Dòng này có chỉnh nè, reverb nè, delay nè. Chỉnh wire nè, chỉnh gate nè, chỉnh feedback nè, ba lăng nè, chỉnh nhiều vào nè. Còn đặc biệt dưới đây thì con này thì đầu tiên mới mua được, con này rất là khủng anh em. Con này là có số nha, có số của JBL. Có số JBL, anh em nào chơi hàng nồi thì gặp mấy con này thì hỏi nói nha. Con này digital control nè. ES5002 nè. Rồi này nút nguồn anh em, này nút volume này nha. Và này volume 1, volume A, volume B. Thì ở đây là đường, đây cũng có đèn anh em này thì nó đường tín hiệu vào nè. Tín hiệu A và B nè ha. Còn bên đây tín hiệu ga anh em, tín hiệu ga đó là nha. Ví dụ đây nó có mức lô nè, là đánh bass nè. Mình thêm nhấn vô đây nó sẽ ga hoặc tắt. À, này H nè, là lo full nè. Này lo bass nè, là lo full nè. Thì nói về con dây bèo Mỹ, còn dưới đây là con men. Men đẩy này công sức là LED HD. Này dòng này hàng thị trường của Trung Quốc. Nhưng mà nó dòng này công nghệ mới, nó rất là đẹp anh em. Con này rất hay, nó cũng hơi mỏng nha, nhưng mà nó đánh rất là lực. Và em đi giới thiệu anh em về phía sau đó nha, phía sau anh em xem là nha. Nói chung đến bên này hàng này to, tất cả hàng xịn anh em, nên thì nó kiện nó rất là khủng. Nói chung hàng rất là chất lượng anh em, nói chung nó rất là gấu anh em. Đây anh em xem là nha. Và em đi giới thiệu là từng con phía sau, là từng con cái này nha. Cái con trên là con bunker đó anh em, bunker DBTIC Autic dòng mới nè. Thì gồm có ngõ bass ga nè, L-out nè, G-out nè, là đường CT ga. Còn này đường bass out bằng gắp con sen. Và đường ga gắp bằng con sen luôn. Này xuất ga ga luôn. Này led ga bằng gắp con sen. Thì cái này thì chỉnh mình cái này chỉnh cái tần số của loa sub. Này thì chỉnh volume mic, này volume mic phía sau. Này cổng quang. Và này là cây anten Bluetooth. Còn đây là tín hiệu vào anh em, tín hiệu vào ha, tín hiệu vào của ghim, tín hiệu của này mình xài Bluetooth nữa, khỏi ghim dây này vẫn được nha. Con này con mới nha anh em, hàng mới. Và ở đây thì con nói về cái con này là con có số, có số anh em. Này con này thì điện 220V. Dòng này thí dụ nó ra 4 đường thì mình nó vào 2 đường, nó ra 2, nó ra 4. Thì thí dụ như anh em đặt 1 2 là lo full, nó ra 1 2 là full. Còn 3-4 là ga là súp, là anh chỉ hát ra tiếng súp thôi. Nó nói về có số là vậy anh em. Có số thì nó chia ra 2 dãy, dãy tiếng ca và một dãy thì tiếng bass. Nó tiếng bass là gọi là đánh súp đó anh em. Nói chung nó rất là dễ. Rồi xong dưới đây thì con này dưới thì nguyên bộ của thằng Cocker mà hàng Mỹ nồi nha. Anh em xem đây nè, hàng Mỹ Nuna này nha, Mỹ Nuna ha. Dòng này cũng chạy đa dòng điện, nhưng mà thì gạt đây là điện 110 nè, 110 đến 125 nè. Còn mình gạt về đây á, thì nó ra từ 210 đến 250 nè. Đó, bên đây nó có để anh em 90 đến 250V nè. Đó, hàng Mỹ nha, này, hàng Mỹ nồi. Con này thì hỏi nói anh em, tuy mình thi mình ghim vô tín hiệu, ghim vô đây ha, tự động nó ra luôn. Nó ra đây là nó ra bass nè, chép nè. Tiếng nó rất là tròn mà rất là chắc nha. Em đã test rồi, nó rất là hay. Con này phải nói đồ Mỹ, tiền nào của đó anh em. Hàng Mỹ nồi không có chê. Và ra sau đây thì cái con này con Eco G anh em, Eco G của Vô Lăng ha. Con Eco G của Vô Lăng thì đây thì nó có điện 100V. Này DEB5 nè. Thì này các ngõ ga nó nè. Ngõ ga nó out nè anh em, out nè. Out nè ha. Out in nè. Out in. Rồi, nói về cái con
EcoG. Và ở đây thì nói về cái con này khủng long, con này có số của JBL phía sau anh em, hàng Mỹ nè nha, USA nè nha. Này nó bị bay rồi. Ở đây thì cái cắt ngõ vào nè, hai cái anh em nhìn cái mà mình mấy cái chạm Canon của thằng này thôi, nhìn nó có khác mấy hàng bên trên đây không? Ở đây bằng mũ ha, nhưng đây nó làm cái mấy cái đồ bảo vệ của thằng gắt này nó làm bằng inox hết trơn luôn, cực kỳ luôn. Này thằng Mỹ nồi thiệt. Cái này hai quai anh em, ba quai nè, bốn quai nè. Thì cái này volume chỉnh đường ngõ ra của volume nè. Còn này bốn đường ra nè. Ví dụ cái đường này đường V nè, H nè, này đường này low full nè, này đường low bass nè, đường này là low bass nè. Đường này là low bass chứ, đường này là low full. Thì hai dãy, dãy tầng số cao và dãy tầng số thấp. Nói về con có số của thằng JBL anh em. Còn đây thì cái men đẩy của thằng dòng hiệu này cũng hàng bãi của Trung Quốc về. Nên này volume vào, này volume ra. Này là tín hiệu vào anh em, tín hiệu vào á. Còn đây thì ra chậm lo nè, chậm lo bằng Canon. Dòng này anh em nhìn cái bom máy miếng dây nhiệt nè, nó dài thằng, nó giống như mấy cái dòng sung anh em, nhưng mà nó xài tấn phô nha. Nó xài tấn phô. Thì bắt đầu sau đây thì em nói về từng chi tiết, từng về giá, từng về nghiêng mấy dòng con này anh em nha. Anh em xem này nha. Đó, anh em xem nha. Đó, anh em xem ha. Cái con này văn cơ này thì giá bán lẻ là 2,5 triệu nha anh em. Con này đủ chức năng. Tại do nhu cầu khách ở đây nó xài rất là nhiều nên em cũng nhập về bán, anh em là có cần thì liên hệ bên em. Giá 2,5 triệu anh em lên mạng, giá này bên trên mạng nó bán khoảng 2,9 triệu, nói chung bên em nó rẻ hơn. Anh em có nhu cầu đặt thì liên hệ bên em nha. Thì nói về con văn cơ dòng mới có bảo hành nha, một năm nó hàng công ty. Và đây thì nói về con có số, và em sẽ tháo linh kiện bên trong anh em xem. Anh em nào cần có số thì gặp cái con này thì nên mua, đâu nên không có nhiều đâu anh em, dòng này hiếm lắm, không có nhiều đâu. Đây hàng bãi nè, dòng này hàng bãi của Đài Loan anh em. Đây là những cái bo dạy mã đó, bo nó để kết nối vô vi tính để nó mình chỉnh cài đặt. Ở đây đường ngõ ga nó, thì đây là nguồn của nó anh em, này nguồn ga nè, cái nguồn bo nguồn cấp cho bo mạch. Thì ở đây là linh kiện bên trong của cái con có số này ha. Con này rất là hay anh em có bán nhiều con rồi, thì hôm nay nó cũng còn được 3 con. Và về tới cái con cốt này em cho anh em xem bên trong luôn nha, nói chung mấy dòng này hàng Mỹ nồi thì anh em hỏi chê rồi. Anh em xem linh kiện bên trong nha, nó linh kiện rất đẹp ha, rất đẹp nha anh em, nhìn linh kiện nó đầy đặc luôn nha. Nói chung đồ Mỹ không có chê được anh em. Những tụ điện trở nó đều khác hàng thị trường của bãi khác nha. Nói chung linh kiện nó rất tuyệt vời, rất tuyệt vời luôn, không thể nào chê được, quá đẹp. Rồi anh em, đây là nói về con cốt số cốt cơ này nha anh em, cốt cơ nha, hàng Mỹ nồi nha. Và tới đây thì con này thì con vô lăng, con vô lăng thì này thì em cho anh em xem nội thất bên trong đó này nha, khủng hoảng luôn đó. Khủng hoảng luôn nha, đây khủng hoảng luôn đó anh em xem nè. Thì này phía bên trong con văn cơ của vô lăng này nha. Đây nè, này là con xe nó dạy mã vô lăng nè. Còn đây là con xe, hai con xe chip đó nè, chip dạy mã ra nè. Đây, con này analog nè. Đây, con này thường nằm trong mấy đầu đĩa cao cấp, nó xài con 54 HP này nè anh em. Để em quay qua đây cho nó dễ nhìn ha. Đó. Ồ, đúng rồi. Và bên đây thì một con hiệu Boss nè, xe Boss nè, xe vô lăng nè, dạy mã nè. Mấy con này toàn là hoàng khủng không anh em. Anh em nhìn linh kiện nè. Vâng, con lấy cùng vàng đó anh em nhìn linh kiện đó không? Dày đặc ruột luôn. Nói chung con này không thể nào dở được. Anh em nhìn con này rất hay, rất là đẹp, rất là gấu luôn. Con linh kiện gấu ghê luôn. Đó anh em xem linh kiện này nha. Này con văn cơ anh em. Đây con này EcoG nha, EcoG. Rất đẹp anh em. Quá đẹp luôn. Này nói về con đó rồi xong tới cái con dưới anh em. Thì tới con dưới của con gì? Con có số này nè, con này rất khủng anh em. Khủng luôn. Để em tháo ra một cái
em để cái tay này, nó cái tay này nó gời nè, cái tay này gời nha, tháo ra được nha, tay này tay gời nha. Thì em sẽ tháo anh em xem cái con bên trong, cái con ruột này. Anh em sẽ thấy về cái con, đây em quay con cho anh em xem về phía bên trong này nha. Con này rất khủng anh em. Đó, anh em xem thấy con này khủng luôn. Đó, anh em xem này nha, đó. Đó, anh em sẽ khủng khiếp không? Ôi, con có số của Mỹ này, anh em nhìn linh kiện cái anh em khủng hoảng luôn. Đó, anh em thấy không? Hàng Mỹ thì nói chung nhìn linh kiện bên trong thì khỏi nói. Đó, anh em xem này nha. Quá trời linh kiện. Đó, anh em thấy không? Anh em nhìn thấy những cái con này không? À, linh kiện gì thì chắc ăn thì nó mới hay anh em. À, đây là nguồn nó chạy con sò luôn rồi nha. Đó, quá đẹp anh em. Dòng này tuyệt vời luôn. Có số của JBL. Anh em nhìn linh kiện thấy khủng khiếp không? Quá đẹp anh em. Tuyệt vời luôn. IC một gần C luôn nha anh em. À, nói chung bên em chuyên làm hàng nồi thôi. Hàng nào gấu càng gấu em càng thích càng làm. Thì mình dòng này thì chỉ có đường nói là không thể nào dễ được, chỉ có hay thôi. Dòng này mà hàng mới thì mình anh em mình chắc mua không nổi đâu. Nó rất là gấu, quá đẹp. Nó linh kiện bên trong anh em. Rồi anh em nào có nhu cầu thì liên hệ nha. Con này rất là đẹp anh em. Rồi em đóng nắp lại nha. Rồi em sẽ quay lại cho anh em xem về những gì bên trong mấy cái con này nha anh em. Nói chung làm một video clip này nó rất là dài dòng anh em. Nói chung nó dài tại nó quá trời nhiều đồ rồi. Này xíu em sẽ gắn nắp là cho nó chi tiết lại nha. Và em sẽ để lên thì báo giá anh em từng thể luôn nha. Tại vì nãy không có nói giá thì hôm nay thì em đăng lên lại nói giá cho anh em xem luôn. Đây anh em xem lại nha. Chung mấy cái này thì hàng này, hàng Mỹ nồi không anh em, hàng xịn không à, hàng nói dùng là hàng chính hãng. Rồi anh em nào vào kênh bên em thấy hay đăng ký kênh ủng hộ anh em. Và bắt đầu em nói về từng kênh từng giá anh em. Như con vang con này thì em bán giá 250 anh em, bán lẻ 250 nha. Con có số này là 250. Con này rất hiếm, không có nhiều đâu anh em. Còn con Mary này nguyên bộ là 7 triệu anh em, giá lẻ 7 triệu một bộ nha. Còn con này Go Lăng này thì con này là 250 anh em. Con Eco G này là 250 nha. Còn con JBL này thì 4 triệu anh em, 4 triệu nha. À, 4 triệu nha. 4 triệu. Còn con này anh em nào có cần nhu cầu con này thì em sẽ tháo ra sau, tại vì do cái con này nó mới về em đã hát rồi nhưng mà em chưa có kịp làm. Thì anh em nó có nhu cầu cần con này giá thì em bán anh em 6 triệu con này nè. Thì chung con này em đã nói giá anh em rồi nha. Con này 2,5 triệu, con này nguyên bộ 7 triệu, con này 2,5 triệu, con này 4 triệu. Và con quan cơ này thì nãy em nói anh em rồi, giá lẻ 2,5 triệu hàng mới. Còn mấy cục dây mà dây HDMI cộng 100.000. Và anh em nào có nhu cầu thì liên hệ bên em những video, những sản phẩm này. Và em sẽ kết thúc video tại đây. Hẹn lại video tiếp theo. Xin chào.